Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 11 tháng 6, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa có một bài học nhỏ có tựa đề Phần mộ của Sếp-na, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Esai chương 22, từ câu 15 đến câu 24. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh trong Esai chương 22, từ câu 15 đến câu 24, bản truyền thống hiệu đính. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán bảo tôi: Còn hãy đi nói với viên quản lý Sếp-na, là người cai quản cung điện, rằng: Ông đang làm gì ở đây? Ông có bà con gì ở đây không mà lại đục cho mình một phần mộ tại đây? Thật, ông đang đục cho mình một phần mộ trên cao, khoét cho mình một nơi an nghỉ trong phần đá. Hỡi kẻ mạnh sức, này, Đức Giê-hô-va sắp túm chặt ông và quăng mạnh ông ra xa. Ngài sẽ cuộn tròn ông và ném ông như quả bóng vào một xứ rộng mênh mông. Tại đó, ông sẽ chết. Chiến xa đã từng làm cho ông vẻ vang cũng nằm ở đó. Ông sẽ là nỗi ô nhục cho nhà chủ mình. Chúa phán, ta sẽ cách chức ngươi và ngươi sẽ bị truất khỏi địa vị mình. Trong ngày đó, ta sẽ kêu gọi đầy tớ ta là Eliakim, con trai Hilkia. Ta sẽ lấy áo ngươi mặc cho người, lấy đai ngươi thắt cho người, lấy quyền bính của ngươi trao vào tay người. Người sẽ là cha đối với cư dân Jerusalem và nhà Juda. Ta sẽ đặt chìa khóa nhà David trên vai người. Người mở thì không ai đóng được, và đóng thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho người vững chắc như cọc lều đóng xuống đất, và người sẽ trở nên một ngai vinh quang cho nhà cha mình. Người ta sẽ treo trên người mọi vinh quang của nhà cha mình, con cái, dòng dõi và tất cả những vật dụng bé nhỏ, từ cái chén đến cái bình. Câu gốc hôm nay được chép trong Khải Huyền chương 14 câu 13. Phước cho những người chết là chết trong Chúa. Nhà thơ Ireland Yeats mong muốn được an nghỉ dưới chân núi Ben Building, một ngọn núi cao với đỉnh phẳng uy nghi, mà ông đã dùng để đặt tiêu đề cho một trong những bài thơ cuối cùng của mình. Trên bia mộ của ông được khắc dòng thơ cuối: Ánh mắt lạnh lùng nhìn sự sống, nhìn cái chết, kỵ sĩ đi ngang qua đời. Có nhiều suy đoán xoay quanh những ý nghĩa của việc này. Có thể đó là nhận thức của nhà thơ về thực tế sự sống và cái chết. Dù sao, ông cũng đã thực hiện được mong ước về nơi an nghỉ và lời ghi trên bia mộ của mình. Nhưng sự thật phũ phàng là cuộc sống vẫn tiếp diễn mà không có chúng ta, thờ ơ trước sự ra đi của chúng ta. Trong thời kỳ đen tối của lịch sử Juda, Sếp-na, người cai quản cung điện, đã xây một phần mộ cho bản thân để đảm bảo lưu lại di sản của mình sau khi chết. Nhưng Đức Chúa Trời qua tiên tri Esai đã phán với ông: Thật, ông đang đục cho mình một phần mộ trên cao, khoét cho mình một nơi an nghỉ trong vần đá. Tiên tri Esai nói với ông: Chúa sẽ cuộn tròn ông và ném ông như quả bóng vào một xứ rộng mênh mông. Tại đó, ông sẽ chết. Sếp-na đã hiểu sai vấn đề. Điều quan trọng không phải là chúng ta được chôn ở đâu, mà là chúng ta đang phục vụ ai. Những ai phục vụ Chúa Giê-xu đều nhận được niềm an ủi vô bờ bến này: Phước cho những người chết là chết trong Chúa. Chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời không bao giờ thờ ơ với sự ra đi của chúng ta. Ngài biết chúng ta sẽ đến và chào đón chúng ta về nhà. Cuộc sống của bạn phản ánh điều gì về đấng bạn đang phục vụ? Bạn muốn người đời nhớ đến mình như thế nào? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng, xin giúp con sống với niềm hy vọng được ở với Ngài trong cõi đời đời.
nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.